Chào tất cả các bạn đã đến với kênh Phú Sĩ TV của mình. Hôm nay có anh Mộng với em Nghiệp ở Long Phú đến chuồng dê của mình để tham quan cái chuồng dê của mình các bạn ơi. Em Nghiệp thì đi tìm dê giống, mình cũng hỗ trợ cho em Nghiệp thì mấy chuồng dê để em Nghiệp lựa chọn cho vừa ý của mình đó các bạn. Thì cũng đi mấy chuồng dê rồi, em Nghiệp cũng chưa kết các bạn ơi. Nếu em Nghiệp kết con nào thì mình sẽ chia sẻ cho anh em tham khảo con dê có đẹp không nha các bạn. Thấy mồi của anh đọc và lạ không Nghiệp? Tay Việt Nam trời. Ừ, nó lộn xà ngầu mà nè. Cái này là lá dừa nước, rồi bình linh, su đũa. Có gì cái mình để đại máng vậy nè, cái chừng nào nó đói quá cái nó cạp lại ăn. chuồng dê là mấy anh em quay lên chắc mấy anh em coi cái này cười chết. Nãy 8 năm của em khủng không? À, chữa cũng 2 tháng mấy 3 tháng gì vậy là dàn con nó, con của nó hết. Con mấy con nái này mới đẻ nè. Dạ, đẻ con nè. Rồi đẻ con ra nè. Nè có con đực móc hông kia thì con nào nấy chạy chùa hết trơn, mới cắt sừng đó. Ừ. À, làm ba ly phê đem ra em. Nè, lưới này, lưới này đó. Cái lưới này à, cái con 4 con cái con nè, bữa hôm em chia sẻ lên con 2 triệu nè. Giờ chắc nặng ký hơn rồi. Đó đực. Thì à, vẫn 2 triệu. Có con đực đó cũng tốt để sau này làm hậu bị đó Nghiệp. Con đó tơ mới chừng 3 tháng gì à. Được. Bên đó 8 con đực hết á. Dạ, được đây 4 con cái nhỏ Bách Thảo với con được con bò bò nè. Nó cũng chung chuồng nó hết trơn đó. Rồi vô chuồng dê cái cửa ngoài này nè, tham quan mấy con dê cái em đi. Quan trọng là dê vừa ý thôi. Bộ mẹ con đó đó, đẻ ra đó. Con thằng cặp cái luôn. Con này thì mẹ nó đó, mẹ nó trên chuồng mà sọc nè. Nặng cân lắm đó. Này bà xã của em. Kìa cái con đó với con, cái con này với con đó làm cặp đó. Mẹ con đó. Ờ cái con đằng đó đó. Với con mới lên chuồng. Dạ. Để xem. Vú mớm là khỏi lo. Đó. Thì mình nuôi lâu dài mà. Lâu dài thì mình chọn mấy con dê đẹp đi rồi mình nuôi dưỡng lên chứ.
bự thì nó cũng không mắc tiền hơn con này đâu. Này về mà vô chuồng mà thúc một cái nữa mướt đẹp liền. Tham quan khung cảnh chuồng dê của Phú Sĩ TV các bạn ơi. Nó nhai ra bằng xác không nè các bạn. Anh dí cái này nó hơi hẹp hơn của em chắc ha. Dạ. Của em chắc cỡ 2 công à. Của anh Mộng rộng lắm mà. Chắc là cái dàn dưới sông nó cỡ 2 công. Cặp này. Nó bơi 40 không. Cặp này điều băng nè thấy không? Dạ. 40 không rồi. Hỗ trợ cho em Nghiệp đi ba chuồng dê vậy các bạn. Giờ thì em Nghiệp về tới chuồng của mình để tham quan cái chuồng dê của mình, và em Nghiệp cũng lựa chọn được 4 con dê này các bạn ơi. 4 con dê đầu xô màu đỏ của mình. Thì 4 con này mình bán cho bạn Nghiệp là 11 triệu các bạn. Nè, rồi em Nghiệp gửi lại cho mình nuôi vài ngày để em Nghiệp làm chuồng cho xong đó các bạn. Thì em Nghiệp sẽ tới bắt. Thì này em Nghiệp bắt thì mình sẽ quay clip lại cho các bạn xem. Và mấy dê màu của mình để dành hỗ trợ cho các anh em đường xa các bạn. Đi để mà đi một vòng không có dê á thì về chuồng mình. Giờ thì có mấy con cũng lựa, cũng mấy con màu của mình cũng gần hết luôn nha các bạn. Đi một vòng không dễ thì cũng về chuồng mình lựa cũng được 4 con này em Nghiệp nè. Mình nhốt lại cho nó quen á các bạn, thì về cho bạn Nghiệp khỏi có bị các con đụng nhau á. Trước mình đã lan thì bạn Nghiệp chốt rồi thì mình cũng nhốt lại cho bạn Nghiệp, thì chừng nào bắt thì mình bắt một lượt luôn. Bạn Nghiệp thì thích dê đầu xô, còn những con dê trắng này thì bạn Nghiệp không có chọn. Còn con mặt sọc này thì mình để lại làm giống các bạn ơi. Trước mình thả lan á thì ra mấy con bự nó đụng quá, nên bây giờ mình phải nhốt lại riêng từng ô cho đừng có đụng các bạn ơi, tại cũng dê mới nên sợ nó đụng quá. Ở đây Bách Thảo của mình mới bắt của thằng em đó các bạn. Mình bây giờ chủ yếu đổ giống ra, đổ thịt nhiều nha các bạn ơi. Tại vì mình cũng thích bắt dòng Bách Thảo. Nó đẻ mà nó sữa nhiều. Rồi, video mình cũng kết thúc tại đây nha các bạn. Thì chừng nào bạn Nghiệp lại bắt 4 con này nè, mình sẽ quay clip lại chia sẻ cho các bạn tham khảo nha. Rồi bữa nay nếu mà bạn Nghiệp lại thì chắc cũng hỗ trợ cho bạn Nghiệp đi thêm một hoặc hai chuồng nữa để bạn Nghiệp có dê để về đủ chuyến xe luôn nha các bạn. Rồi, hẹn gặp lại các bạn.